Chụp hình là ngồi xuống hết đi quý vị ơi, bắt đầu mình chụp hình để mình bây giờ làm ơn em muốn chụp hình đẹp rồi bỏ một phút giờ cái hình này nó sẽ lên trên mạng hết, cho nên lên trên đó lấy xuống, không cần đưa lên. Mấy cái hình đẹp này sẽ trên mạng hết, cho nên không cần chụp. Hình đẹp thì làm ơn bỏ một phút đây, đưa lên chụp kỳ lắm. Người ta sẽ đứng bên trên đây, người ta chụp xuống thấy hết. Đây chụp ra lấy hết. Chụp cái này luôn nha mọi người nè. Đây. Nhìn nào vô. Bây giờ quý vị bỏ phone xuống hết đi để chụp lấy bơ đẹp. Được, lấy hết luôn mà. Ok, tốt rồi. Cảm ơn đi. Quý anh quý chị, làm ơn bỏ một chút giùm đi. Quý thầy hết. Không thấy thầy Nhật Huệ. Không thấy được thầy nói cho cái quý thầy và đứa thầy thấy vậy. Bây giờ kêu quý thầy đứng luôn mấy sao đi. Đúng rồi. Không, mấy thầy đứng ngay sao mới được. Chứ bây giờ là không có thấy được. Mấy thầy đứng lên được rồi. Quý thầy đứng lên làm gì ở đằng sau kia. Nhưng mà cho thầy đứng lên. Rồi chị ơi, chị chụp hình ơi, lùi lại cho mấy em chụp cho kịp giờ. Hết giờ rồi. Vậy là được rồi. Hết giờ rồi, đừng ơi. Con cho cái thầy đứng lên tắm giùm con đi cho con thấy mất thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bị để mình vô cái khóa tu. Dạ vô cái khóa tu để mình chụp giờ. Dạ vậy quá vui. Không, bây giờ kính mời quý vị cởi vô hậu trường nha. Chúng ta tiếp tục. Mời tất cả quý vị trở lại hậu trường.